Đó, hôm nay mình sẽ vô chợ Dollar Tree để mình quay mùa Halloween sắp tới người ta bán cái gì nha các bạn. Rồi, vô tới chợ rồi nè. Wow. Đó, nhìn người ta lựa đồ nè, dục tùm lum nè các bạn, mấy đứa nít vô đây lựa nè. Đó, tất cả những đồ trang trí ở trong này chỉ có $1 thôi nha các bạn. Mùa Noel sắp tới rồi người ta bán quá chừng những cây thông nè, rồi mặt người nè, đủ thứ hết ha. Rồi sừng con nai để trang trí cho cây Noel đó các bạn. Đó, mình quay một lượt cho các bạn xem. Đó, đi chợ thấy cái chợ này hay hay, ghé quay cho các bạn xem. Mỗi thứ chỉ là 20.000 tiền Việt Nam một thứ thôi nha các bạn, không bán mắc hơn. Đó, gọi là $1 một món đồ đó. Đó, những cái mũ của bà phù thủy nè các bạn, cũng là $1 một cái luôn nha. Nhìn cũng dễ thương ha. Mình làm xong cái công của mình còn hơn $1 nữa, người ta bán có $1 à. Dễ thương ha. Đó, mấy cái mặt bà phù thủy nè. Các bạn thấy chưa, ghê ha. Mùa Halloween tới rồi. Hôm nay chắc mình đi mình mua mấy cái rổ cho con mình. Mùa Halloween tới rồi các bạn, hôm nay chắc mình mua mấy cái rổ cho con mình ha. Cái rổ này hình con nhện này, dễ thương chưa. $1 luôn các bạn, cái nào cũng $1 hết. Cái thau nhựa nữa nè. Đó, rồi mấy cái rổ để đi xin kẹo này, mấy cái giỏ xin kẹo này. Đó, người ta mua gần hết đồ rồi nè, chưa tới Halloween mà người ta mua sắp hết đồ rồi ha. Đó, mấy cái đèn này thì để mình đi trong đêm tối Halloween đó các bạn, mình bật điện lên nó sáng lên ha. Mua mấy cái đèn gắn bỏ vô này, mấy đèn này này. Đó, tất cả chỉ là $1 thôi. Dễ thương ha. Rồi ở trong này cũng bán bong bóng nữa nè, bong bóng để mình tổ chức sinh nhật á, mình vô đây mình mua. Đó, đồ Halloween thì ở đây bán hơi ít ha. Đó, mấy cái cánh con bướm bướm nè, cánh bướm bướm nè cho mấy bé xinh xinh đeo nè. Áo choàng áo choàng là của Halloween. Đó, mấy cái bàn tay nè. Đó, đây là mấy cái bàn tay xương nè. Đó, mua làm gì ta, mua để gắn lên cái cây cầm hả, nó có cái lỗ trong này nè. Đó, rồi đủ thứ hết ha. Đó, cái này để cho mình hóa trang cái mặt mình nè các bạn, mua về vẽ ha, vẽ xong đi ra đường không ai nhận ra mình hết trơn. Đây nữa nè, đủ kiểu hết. $1 một cái. Đây, cái mặt nạ nữa nè. Cái mặt nạ này đeo lòi hai con mắt ra lâu lắm rồi, từ hồi bé đến giờ. Mình làm mặt nạ bằng cái tàu lá chuối, đến giờ tới giờ chưa đeo mặt nạ lại các bạn. Quá chừng cái mặt nạ này, mấy cái mặt nạ này thiệt là ghê nè các bạn. Ghê ha. Vui, ở ngoài sau nè. $1 một cái, làm cũng công phu, bán có $1 ha. Rẻ ha. Rồi trong này cũng bán đầy đủ những đồ chơi. Áo giáp này các bạn. Áo giáp đeo đi ngày lễ hội Halloween. Đó, giờ cái này cái gì đây? Cái này cái gì vậy ta? Hả? Cái này cái gì? Mình không biết cái này cái gì nữa. Cái này giống như đeo vô, ai mà bị không có cái tay như đeo vô để lấy cái này làm cái tay giả. Trong cái bộ phim gì thấy cái ông nào ổng đeo cái tay nè, ổng làm tay nè, ổng đeo cái móc nè. Không biết nữa ha. Cái này để làm cái gì không biết các bạn. Biết cái này để làm cái gì nữa các bạn ơi. Giống như đeo vô cái tay để làm cái tay giả mà không biết có chỗ đầu đeo. Quá chừng luôn. Wow. Nhìn cái tay nè. Cái mắt kiến hình cái tay. Thương ha. Thấy cưng chưa? Đó, đồ chơi nào cũng có hết trơn á. Lục nữa có gì hay không cho các bạn xem luôn. Hết rồi. Cái này gì ta? Cái này gì ha? Cái này để mình gắn làm cái đuôi các bạn ơi. Cái đuôi con bạch cúc tinh.
bảy sắc cầu vồng đủ thứ màu hết trơn đó. Rồi mũ này, còn đây là những cái mũ của người lính này các bạn đó. Đó, cái nào cũng có hết, đủ đồ chơi hết ha. Rồi còn nữa không? Cánh bướm nè, mình đã quay rồi, nhìn nè, cánh bướm đủ màu đủ sắc đó, thích màu nào thì lấy màu đó. Hôm nay mình đi ra tiệm này có một mình thôi, thôi bữa nào mình dẫn mấy đứa nhỏ ra mua chứ, mình mua sợ về mấy đứa nó không thích đó các bạn. Đó, váy rồi gì hết cũng 20.000 đồng tiền Việt Nam một cái nè. Mấy cái dây này, mấy cái dây chuỗi nè, wow, nhìn dễ thương ha. Quá quá chừng luôn đó, đuôi rồi đủ loại đuôi. Đó, ở trên thì bán mấy cái ly này, nguyên dãy bán ly này. Ở trong này có bán đồ dùng gia đình nữa đó các bạn, đồ bếp nữa đó, đồ để nấu nướng đó, cũng $1 một cái hết đó. Ở Mỹ có cái chợ này là rẻ nhất thôi, kẹo nè, kẹo bánh nè, $1 một bịch đó, đủ là kẹo hết. Nhưng mà kẹo ở đây không biết ăn có ngon không ha, mình chưa bao giờ ăn thử đó, quá chừng luôn nè. Chưa bao giờ thử luôn á, mà lớn rồi mình cũng thích ăn kẹo nữa. Đủ màu đủ sắc, đủ loại kẹo hết trơn các bạn ơi. Rồi kẹo bông gòn nữa nè, nè, bán nguyên một cục kẹo bông gòn luôn, mua 2 bịch ha. Mình thích kẹo bông gòn lắm, lâu lắm rồi chưa có dịp ăn kẹo bông gòn, mua 2 bịch nha. Sao gỡ đây, sao gỡ vậy các bạn ơi, giật mạnh xuống. Ok, 1-2 bịch, mình bịch, 2 đứa con mình 1 bịch, ăn thử thôi, ăn nhiều ngọt cũng đâu có tốt đâu. Rồi lấy 2 bịch đó, mấy đứa nhỏ đi mua đồ này các bạn. Các bạn ơi, chắc mình mua 2 cái giỏ để xách xin kẹo Halloween đó. Thì ở nhà có 1 cái màu xanh rồi, ở đây thì bán mấy mắt nữa nè các bạn đó. Rồi bán bong bóng thổi cho Halloween nhìn sợ sợ nè đó. Bán mạng nhện nữa nè, nhện nè đó. Bán bút chì nữa. Trong này bán đủ thứ ha, bịch bút chì như vậy có 20.000 tiền Việt Nam thôi các bạn, rẻ không. Rồi đây mấy nhện này, nhìn mấy nhện này, mấy nhện này nhìn đẹp quá, đâu có sợ đâu hả, có sợ không các bạn? Nhện này mới sợ nè, nó hơi giống nhện nè. Gặp một con nhện này mà nó bò lên người mình chắc mình chạy bắn luôn ha. Wow, cái bụng nó mập quá, mập quá nhện ơi. Đó, đó. Ở trong này mình quay hết cái, trong này cũng rộng lắm các bạn. Đó, bán đồ chơi con nít này, mấy chú hề nè ha. Đó, đó, mấy cái đồ này nữa nè, dễ thương chưa, quanh đô la hết. Trên này nữa, sắp tới mùa lễ Noel nữa rồi, ngày lễ gì mà liên tiếp các bạn, Noel rồi New Year rồi, lễ hội liên tiếp kéo nhau ha. Đó, quá trình là đồ. Trong này nữa nè, bán nhóc luôn á, mấy cái mẫu để đội là mùa Noel nè. Quá trình đó, mấy cái đèn ở trong này cũng bán $1 một cái nè các bạn, đèn điện đàng hoàng nha, có pin nữa. Quay cho các bạn xem hết ha, xài được 1 lần. Ở trong này đồ xài 1 lần không á các bạn, chén dĩa rồi mình mua mình xài 1 lần, có đồ xài mấy lần nữa đó. Thiệp ở trong này nè, quá chừng thiệp ha, chỉ $1 một cái thôi. Đủ màu đủ sắc đẹp ha. Đó, bên này nữa, Luke's original blade.
Bên này nguyên dãy này. So we'll do blue. And then, then he had a green one, and that was just blue. The original one that his father gave him was blue. Oh, sorry. Rồi, tiếp tục nè. Mấy đồ chơi này, gấu bông nè. Đẹp quá chừng, cũng bán $1 hết luôn. Dễ thương chứ bộ. Nè. $1. Biết có bán rẻ hơn Việt Nam không nữa. 20 ngàn tiền Việt Nam. Dễ thương. Có con gì? Con này thương chưa? À đi. À. À. À à. Rồi, xong rồi ở trong này cũng bán đồ chơi nữa nè. Đầy đủ những đồ chơi ha. Lông gà, lông vịt gì đây treo tùm lum đây. Cái bóng để chơi dưới nước cho mấy đứa nhỏ thích nè. $1 hết. Đây, những trái banh đủ màu đủ sắc. Đó, em nào còn nhỏ nhỏ thích chơi banh thì vô đây mua, rẻ lắm. Đây, mấy cái ly uống nước cũng $1 cái luôn. Trong chóng quay quay nè. Mùa hè mình cắm trong chóng ở trước cái vườn hoa nhà mình đó, nó quay cũng dễ thương lắm. Đó. Ở đây thì có bán những cái giấy để cho mình vẽ tranh nữa nè. Cũng $1 một cái hết ha. Cần gì mà tạm thời mà muốn xài nhanh á thì vô đây mua nè. $1 thôi. Quá chừng. Đó, trong này cũng có bán mấy cái thùng giấy nữa để mình chuyển đồ đạc đi đâu á, mình vô đây mình mua nè. Bán bút màu đủ thứ loại hết, bút một vỉ $1 luôn. Một vỉ biết bao nhiêu là cây bút. Bán có $1, quá rẻ luôn ha. Bán gì mà rẻ hơn cái công bán luôn. Sản xuất ra mà cái công mướn chỗ bán có $1 một cái, không biết sao người ta có lời ha. Nhưng mà vẫn cái tiệm mấy chục năm rồi đó các bạn. À, tức là người ta có lời người ta mới bán đó. Viết màu đủ thứ, tẩy rồi viết chì, viết mực, viết đủ thứ viết hết trơn đó. $1 một vỉ. Đã ha. Đó, sách vở tập vở gì $1 hết, đồ điện đồ gì đó. Rồi mùa Halloween thì mình quay tới đó rồi mình qua đem. Mình quay mấy cái đồ bếp cho các bạn xem này. Đây nè, ly, chén nè, khung hình nè. Đó, $1. Khung hình nè các bạn, mấy khung hình dễ thương chứ bộ. Đó, bán chỉ $1 thôi. Quá chừng khung hình luôn. Khung hình lớn, khung hình nhỏ là một giá hết các bạn. Lớn nhỏ gì cũng một giá. Hoa nè, đủ loại hoa giả hết. Vô đây mua ha. Một cành $1 hay là một bó $1 mình cũng không biết nữa. Chưa mua lần nào. Chắc một bó được 4 cái hoa $1 thì đủ hết trơn ha. Đó. Mấy đứa nhỏ thì thích mua mấy cái này về đựng mấy con cá nè các bạn, nuôi mấy con cá nè. Bán đầy đủ luôn á. Cái đồ bật bếp nè. Bật bếp để mồi cho bếp ga nè. $1 hết. Chỗ này là mắt kiến nè, đủ màu đủ sắc hết, chỉ 20.000 đồng một cái mắt kiến thôi, rẻ chưa các bạn. Rồi còn nhiều thứ lắm. Trong này cũng có bán bánh mì nè, đủ thứ loại bánh mì. $1 hết ha. Ngon không? Bánh mì ngon chưa? Ở ngoài chợ mấy cái chỗ khác bánh mì organic này nè, bán khoảng $3-4 một ổ như vậy đó các bạn, mà ở đây bán có $1 thôi. Rồi ở đây nữa nè, đây là đồ bếp nè các bạn, dụng cụ để làm bếp nè. Đó, đồ bào phô mai rồi giá muỗng gì đầy đủ hết. Giá lớn, giá nhỏ gì cũng có hết trơn á. Muốn cái nào có cái đó. Chỉ $1 một cái thôi. Cái giá thiệt bự như thế này. Nhìn cũng chắc chắn ha.
bán quá rẻ luôn á. Cái này mà mình đúc bánh xèo xong á, cái mình xúc ra cái một cái là ra cái bánh xèo dễ thương ha. $1 cái này, mấy cái giá bằng inox cũng $1 luôn, dễ thương ha. Đó, mấy cái khóc nè, mình làm móc hết trơn mấy cái khóc này rồi, mua để về đo lường rồi móc hết trơn rồi. Đó, xài thời gian lạ hết trơn đó, đủ kiểu giá muốn muốn cái nào có cái đó. Rẻ hả các bạn, không biết xài có bền không, chắc xài một lần hai lần. Cái giá này dễ thương nè, này mình vớt bún vớt gì ra nó chảy ra nè, dễ thương ha. $1 cái à. Đó, mấy cái đồ đo lường này $1 hết. Mấy cái này mình nấu canh rồi mình xào đồ ăn xong rồi á, mình lấy cái miếng này mình đậy lên trên để cho ruồi hay gì nó khỏi nhảy vô trong cái nồi mình mới nấu đó, đậy lên trên vậy nè ha. Hay là mình chiên cái gì mình đậy lên trên cho nó khỏi nổ, quá chừng luôn. Đó, mấy cái phễu để đổ dầu ăn nè, là gì ở trong này, quá chừng luôn. Tăm xỉ răng nữa, bán đủ thứ trong này, bán dao nữa nè các bác. Con dao chỉ $1, $1 hết trơn luôn, rẻ ha. Đó, lúc mình mới qua Mỹ mình vô cái tiệm này mình ngạc nhiên luôn các bạn, sao cái nào cũng $1 hết. Nhưng mà mình cũng ít xài cái tiệm này lắm, chắc xài không có bền đâu, tại vì có $1 chắc xài vài lần gãy các bạn ơi. Đó, nhiều người người ta thích tiệm này lắm các bạn, thích xài vài lần cái người ta bỏ, người ta vô đây người ta mua này, tại đồ rẻ là đồ mau hư mà. À, mà xài cũng ok à. Đây nè, mấy cái đập ruồi nè các bạn, mùa hè ra đây cần mua mấy này về đập ruồi này. Đó, mấy cái khăn lau bàn này người ta bán nè, quá chừng luôn ha. À, đồ dùng bếp nè, nướng bánh để nhắc bánh ra nè, rẻ quá chừng. Mình thích màu xanh, mình thích màu nào, thích màu xanh đi ha, lấy màu xanh. Ở nhà để lạc mất rồi. Đó, lấy cái đúng không vậy? Rồi, lấy màu xanh. Cái bữa nướng bánh cái thột cái tay vô đây cái cầm cái khung bánh cho nó khỏi nóng. Đó, nãy giờ mua được chừng này rồi nè các bạn. Còn nữa nè, mấy cái đồ dùng một lần á. Mấy đồ dùng này là đồ dùng một lần nè các bạn, ly tách rồi đó, mình ăn sinh nhật rồi. Ăn xong mình bỏ nè, quá chừng. Chén nhựa, chén giấy gì ở đây. Đó. Cứ $1 là một vỉ như vậy, rẻ quá chừng ha. Cái tô này, tô để ăn súp nè, đại tiệc để gì ra đây mua. Đó, bên cái chỗ này là người ta bán những cái thức ăn vặt nè các bạn. Đó, chip nè ha, mấy cái này ăn cũng ngon lắm á, giòn giòn mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, đủ loại hết. Đây nữa, muốn loại nào có loại đó, $1 một cái thôi. Đó, nhiều lắm á. Đó, đồ ăn thì còn nhiều thứ trong khu chợ này lắm các bạn. Chuối sấy nè, rồi các hạt đậu người ta sấy khô nè. Đó, nhìn ngon ha, ngon quá chừng luôn. Rồi bên này hạt hướng dương nữa nè, người ta rang muối hay gì người ta lột vỏ ra hết trơn rồi người ta bán. Làm nguyên bịch vậy bán có $1, rẻ quá chừng. Đó nè, mứt khoai lang nè, mứt đu đủ nè, mứt thơm nè, đó, mứt đu đủ rồi mứt thơm, đó, rồi cái này đậu phộng, này. Có đậu phộng da cá nữa nè các bạn, $1 hết. Bánh nè, bánh Oreo nè, đó, $1, $1. Hôm nay đi vô đây giới thiệu đồ $1 cho các bạn xem đó. Đầy đủ luôn, muốn gì có đó. Ở đây nguyên bịch bịch gì đây? Đó, đậu phộng, nguyên bịch đậu phộng da cá này các bạn, có $1 thôi. Quá chừng luôn, đồ ăn á, mình quay chắc cũng hết đó. Đó, mấy loại chip nè. Bên Việt Nam gọi là bim bim hả? Đó,
Bên này gọi là chip chip. Nhỏ. Đủ loại ha, chip phô mai rồi cốm rồi đầy đủ luôn. Cái này hành nè. Đủ loại hết trơn. Rồi ở đây nước ngọt nè. Bán đầy đủ ha, muốn gì cũng có hết. Dễ thương ha, hay chợ dễ thương chứ bộ. Đó, bên này nữa nè, nước uống nè. Đó, nước táo, nước cam, nước gì, nước cherry, nước Việt Quốc, nước gì tùm lum hết trơn á. Chỉ $1 một bình như thế này, chắc bình như thế này cũng 1 lít 36 nè các bạn. Nhiều chứ bộ ha. Đó, 1 lít 36 đó. Thôi, mình quay một lượt sơ sơ thôi. Mình phải đi về đây các bạn ơi. Ra tính tiền mấy cái này đi về nè. Hôm nay mua được mấy cái kẹp đó, mấy thứ ha. Tính tiền đi về thôi. Xếp hàng tính tiền đó. Tính tiền ở đây phải xếp hàng. Đó, những cái bao tay nè, để mùa đông tuyết tới lạnh mình mặc nè các bạn. Mũ nè, đầy đủ luôn ha. Đẹp, dễ thương quá chừng. Chỉ bán $1 một cái thôi. Đó. Nè, mấy cặp bao tay, mấy cặp dớ nữa nè. Dễ thương thiệt á. $1 đầy đủ. Rồi tai nghe nữa nè. Đồ điện tử cũng $1 hết luôn nè các bạn. Đó. Đồ cắm sạc iPhone nè. $1 hết. Dễ thương không? Hết tiền. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.